Thưa quý vị khán giả, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu đang được quân đội đẩy mạnh trong toàn quân. Với trường sĩ quan lục quân đóng quân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật những năm qua đã mang lại nhiều thành quả đáng tự hào. Trong đó thì có nhiều đề tài nghiên cứu, công trình đã được nhà trường đưa vào ứng dụng giảng dạy cho học viên, cũng như Bộ Quốc phòng áp dụng cho toàn quân. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Từ khó khăn của học viên khi được huấn luyện súng trên các địa hình như đồi núi, khu đô thị hay nền đất cứng, thì việc cân chỉnh, căn độ chính xác khi bắn gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, chưa kể mất rất nhiều thời gian. Nếu bước vào trận địa, cần đánh nhanh, rút gọn sẽ khó thành công và gặp nhiều rủi ro cho bộ đội. Do đó, nhóm giảng viên bộ môn khoa kỹ thuật hỏa khí, khoa binh chủng trường sĩ quan lục quân 2 đã bắt tay nhau nghiên cứu ra bộ cân chỉnh súng nhằm giúp bộ đội triển khai nhanh trong tác chiến và độ chính xác cao. Sau gần 6 tháng với 2 lần thất bại thì bộ cân chỉnh súng đã được nhóm hoàn thiện, được đưa vào sử dụng và được đánh giá cao. Bộ sản phẩm này là sau nhiều lần nghiên cứu cải tiến, cái này là cái thứ ba. Đã từng hai cái trước đã làm nhưng mà đưa vào sử dụng thì phát hiện còn có nhiều điểm bất cập cũng như là nó chưa phù hợp nên là tiến hành cải tiến và làm lại, là sản phẩm này là sản phẩm thứ ba. Thiết bị hỗ trợ thăng bằng ngang cho súng SPG-9 đưa vào thực nghiệm sử dụng thì kết quả cho thấy là giảm được thời gian thao tác tương đối nhiều, đơn giản, gọn, nhanh, thiết bị có cấu tạo dễ sử dụng, dễ bảo quản và giá thành tương đối rẻ. Và nếu trong trận địa, việc xác định được địch ở vị trí nào và bắn chính xác cũng là việc đặc biệt quan trọng. Đây cũng đòi hỏi yếu tố nhanh, bất ngờ. Đó cũng là lý do mà nhóm giảng viên trẻ bộ môn địa hình quân sự, khoa quân sự chung của trường sĩ quan lục quân 2 tập trung nghiên cứu cho ra công trình thước tác nghiệp nhanh trên bản đồ. Đây là sản phẩm có cách xử lý, xác định vị trí chính xác trên bản đồ, tọa độ để có độ chính xác cao nhất khi tấn công. Từ thực tế đi huấn luyện cho học viên tại trường thì tôi cảm thấy rằng những dụng cụ hiện có nó chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng cũng như cái vấn đề về thời gian trong thực hiện các nhiệm vụ nó rất là lớn. Vì vậy tôi ấp ủ một sản phẩm đưa ra có thể tiết kiệm được thời gian nhưng phải bảo đảm được tính chính xác, đáp ứng được các yêu cầu của người học cũng như người thực hiện nhiệm vụ. Và cái yêu cầu của cái phương châm chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và yêu cầu chuyển đổi số. Do vậy mà các đề tài sáng kiến năm nay có thể nói rằng là chất lượng rất là tốt và cái khả năng ứng dụng vào trong thực tiễn rất là cao. Ban giám hiệu nhà trường cho biết với sự nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ toàn trường, đặc biệt là những sáng kiến, sáng tạo, đề tài nghiên cứu của cán bộ giảng viên nhà trường trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, chiến đấu của các đơn vị, đã được Bộ Quốc phòng đánh giá cao và đưa vào áp dụng thực tế trong toàn quân. Đó cũng là mục tiêu mà Bộ Quốc phòng đưa ra, đó là đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.